Vi xin kính chào quý vị đang đến với phần điểm tin trong ngày của Người Việt TV. Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, ngày 4 tây tháng 9 và có các nội dung đáng chú ý sau đây. Tòa Bạch Ốc yêu cầu các bản kê khai tài chính liên quan đến Trung Quốc. Tổng thống Trump nói mình không hề gọi những cái chiến sĩ tử trận là những kẻ thất bại. Giáo sư đại học ngã gục ngay giữa buổi học online. Hành khách bước ra cánh khi máy bay chưa ngừng hẳn trên mặt đất, bị bỏng nặng vì nước rửa tay khô, bị sát hại sau khi đi mua xe hơi cũ, chạy trốn police, tài xế tông chết bé gái 10 tuổi và Trung Quốc mở rộng nhà máy nguyên tử gần Việt Nam. Và bây giờ là thông tin chi tiết. Theo Reuters, hôm nay đưa tin thì Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Tòa Bạch Ốc đã gửi đến các cơ quan chính phủ Mỹ ngày hôm nay yêu cầu tất cả các cơ quan chính phủ phải báo cáo chi tiết bất cứ những cái quỹ tiền nào có liên quan đến Trung Quốc, cụ thể là các dữ liệu xuyên suốt về những tài khoản, những cái tài trợ liên bang nhằm hỗ trợ Trung Quốc hoặc trực tiếp cũng như gián tiếp để chống lại sự cạnh tranh không lành mạnh các hoạt động xấu và sức ảnh hưởng của Trung Quốc trên toàn cầu. Tòa bạch ốc hướng dẫn cụ thể cách thức báo cáo chi tiết cả những khoản chi mật và không mật cũng như cách tìm kiếm thông tin về tất cả các khoản tiền do chính phủ Mỹ đã chi dùng tại Trung Quốc như là đầu tư cho các dự án chống lại một vành đai và một con đường hay sáng kiến um, những cái tài trợ hoạt động quân sự máy móc và hạ tầng cơ sở phục vụ mục tiêu kiểm soát hành động hung hăng của Trung Quốc. Reuters nhận định định là việc Mỹ xem xét lại các khoản chi tiêu nêu trên có thể khởi đầu cho nhiều động thái tiếp theo chống lại Trung Quốc và tuần trước chính Mỹ cũng tuyên bố đã trừng phạt 24 công ty Trung Quốc giúp xây đảo nhân tạo ở biển Đông. Thông tin này ngày hôm nay tiếp theo sau đây sẽ là một thông tin gây rất nhiều tranh cãi và đáng chú ý của ngày hôm nay thưa quý vị Tổng thống Donald Trump sáng nay đã giận dữ để bác bỏ một cái bài báo nói là ông đã có những lời lẽ kinh thường các quân nhân Mỹ bị bắt làm tù binh hoặc là tử trận và kể cả việc ông bị cho là vào năm 2018 đã gọi những quân nhân Mỹ tử trận thời đệ nhất thế chiến và được chôn tại nghĩa trang Ensman uh, American là bọn thua cuộc loser và lũ khờ khảo suck trong bản thuyết gửi ra vào khuya ngày thứ Năm, Tổng thống Trump nói đây là thêm một vụ nữa về bị đặt tin giả nhằm ảnh hưởng bầu cử năm 2020. Câu chuyện bắt đầu từ ngày hôm qua là tạp chí The Atlantic công bố một cái bài viết có chi tiết là bốn người ẩn danh tính có mặt trong chuyến công du của Tổng thống Trump đến Paris năm 2018, trực tiếp nghe được những phát biểu của ông dành cho những binh sĩ Hoa Kỳ tử trận trong Thế chiến thứ nhất. Năm 2018 đánh dấu 100 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ nhất và Tổng thống Trump đã hủy chuyến viếng thăm Nghĩa Trang vào phút chót với lý do là mưa gió làm trực thăng của ông không bay được và mật vụ thì không thể tháp tùng ông đến địa điểm quy định. Tổng thống Trump, theo bài báo Atlantic, đã hỏi những phụ tá là tại sao ông phải đi viếng Nghĩa Trang của những tay thất bại cũng theo bài báo The Atlantic, thì năm 2015, khi tranh cử làm ứng cử viên tổng thống cho đảng Cộng Hòa, ông Trump đã gọi thượng nghị sĩ quá cố là John McCain, người từng bị giam cầm 5 năm tại Hà Nội, không phải là anh hùng. Ông Trump nói ông chỉ thích những người chiến đấu mà không bị bắt, chứ không thích những kẻ thất bại. Và Tổng thống Trump cũng gọi cựu Tổng thống George Bush là cựu phi công của Hải quân Hoa Kỳ trong Thế chiến thứ hai là một tay thất bại, chỉ vì máy bay của ông Bush bị quân Nhật bắn hạ. Tổng thống Trump theo bài báo thường tuyên bố là ông làm nhiều cho cựu chiến binh hơn bất cứ người tiền nhiệm nào và ông Trump cũng cho là ông thúc đẩy cái đạo luật Veterans Choice, Veteran Access Choice and Accountability Act. Nhưng trên thực tế, cựu tổng thống Barack Obama mới là người ký đạo luật này vào năm 2014. Tại buổi họp báo diễn ra vào tháng trước, một ký giả đã hỏi tổng thống về tuyên bố này thì ông Trump đã từ chối trả lời và đột ngột chấm dứt họp báo cũng như bước ra khỏi phòng. Trở lại với bài báo của tạp chí The Atlantic thưa quý vị thì một giới chức cao cấp Bộ Quốc phòng, người biết rõ sự kiện và một sĩ quan cao cấp của thủy quân lục chiến được kể về những lời phát biểu của ông Trump đã có xác những sự kiện với hãng thông tấn AP. Tuy nhiên tòa Bạch ốc đã phủ nhận những gì đã đề cập trong bài báo, đưa ra các giới chức cao cấp gồm phó tổng thống mike pence ngoại trưởng mike pompeo để ra để bác bỏ những cái tin tức loan tải trong cái bài báo này và hiện nay thì cái tờ the atlantic vẫn chưa có gỡ bài báo xuống thì không rõ là họ đang nắm trong tay những cái nguồn tin như thế nào nhưng tổng thống donald trump đã rất là giận dữ và mạnh mẽ bác bỏ những thông tin trên và ông cũng nói là tôi thề trên tất cả mọi thứ gì rằng tôi đã không nói như vậy Hôm thứ tư vừa rồi, một nữ giáo sư đại học ở Argentina đã chết trong khi đang giảng dạy cho lớp thông qua mạng online. Bà ngã gục xuống đất trước sự chứng kiến của các sinh viên qua camera và bị nghẹt thở đến mức là không thể nói được địa chỉ nhà mình để những sinh viên gọi xe cấp cứu. Bà Paula Simon, là nữ giáo sư có 15 năm kinh nghiệm giảng dạy gần đây cho biết là bà bị mắc bệnh Covid-19 nhưng bệnh tình không hề giảm sau 4 tuần chồng của bà Paula làm trong ngành y tế và họ có với nhau một đứa con gái. Argentina tính đến nay có khoảng nửa triệu người nhiễm bệnh COVID-19 và hơn 9.000 người đã chết. Ngày 31 tháng 8 vừa rồi, trên một chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Ukraine, thì trong khi chờ máy bay giải quyết một cái tai nạn nhỏ về kỹ thuật trên mặt đất, thì uh, người ta thấy một cái cảnh tượng khá là sốc khi mà một nữ hành khách đã có một cái hành động làm sửng sốt toàn bộ chuyến bay là đã tự mở cửa khẩn cấp bên hông máy bay và bước ra ngoài đi dạo trên cánh máy bay. Nhiều người trong chúng ta hẳn ngạc nhiên là hoặc là đã từng trải qua những cảm giác không hề dễ chịu khi đi máy bay nhưng chỉ vì những bất tiện như không khí nóng nực bên trong hay chỗ ngồi không thoải mái mà giải quyết bằng một hành động như của nữ hành khách này thì đúng là vô tiền khoáng hậu. Sân bay quốc tế Kiev nơi xảy ra sự việc đã cấm nữ hành khách được phép bay đến hoặc đi từ phi trường này trong tương lai. Đại diện phi trường còn chỉ trích là người này tạo ra một hình ảnh xấu cho con cái. Được biết, nữ hành khách đi du lịch cùng chồng và các con, họ cũng có mặt trên chuyến bay đó. Một phụ nữ ở Texas có tên là Kate Wise đang được hồi phục sức khỏe hồi phục sức khỏe từ vòng ICU sau khi bị bắt lửa từ nước rửa tay khô hand sanitizer trong lúc bà đang cố thắp nến. Bà Wise kể là hôm chủ nhật bà rửa cho bà rửa tay của mình và cho ba cô con gái bằng cái nước rửa tay khô, sau đó mới bắt đầu thắp nến thì toàn bộ bàn tay của bà đã bị bắt lửa rồi lan ra cả người rồi lan cả trên mặt và gây bỏng rất là nặng. Con gái bà đã dùng áo quần để dập lửa cho mẹ mình, sau đó chạy sang nhà hàng xóm và kêu cứu. Và chúng ta cũng đã biết là trước đó có rất là nhiều những cái lời cảnh báo từ chuyên gia là các chất lỏng có cồn dưới ánh nắng có thể làm cho nước rửa tay khô bị nổ và FDA cũng kêu gọi người dùng Mỹ nên tránh một số loại hand sanitizer có chứa chất toxic và một số hiệu nhãn hiệu thì lại không đủ mạnh để diệt coronavirus. Giới chức Colorado vừa thông báo là một cặp vợ chồng vừa bị cướp và giết sau khi đi xem để mua lại một chiếc xe hơi cũ. Ngày 14 tháng 8, Joseph và Jocelyn đã đi mua một cái chiếc Toyota RAV4 đời 2017 mà trước đó họ thấy là có đăng tin trên một cái app mua bán xe có tên là Let Go thì mẫu xe bán này được đăng bởi một người đàn ông có tên là James Worthy. Khi đến nơi thì họ gặp một thanh niên tên Brown, 18 tuổi, bảo là Uh, ông uh, cậu này đã đem nhầm cái chiếc xe hơi khác đến rồi Và bây giờ kêu hai vợ chồng là hãy đi theo mình về nhà để xem cái chiếc xe hơi mà họ muốn mua Và khi đến nơi thì Brown đã cướp tiền mặt và bắn chết hai vợ chồng Và hai người nạn nhân này đã được tìm thấy ở trong xe và đem đến bệnh viện Nhưng sau đó là họ đã không qua khỏi Và người này đã tắt thở uh, trước người kia khoảng 5 phút và sau vụ này cảnh sát Brown còn đăng cảnh sát nói là tên Brown này còn đăng bán chiếc xe hơi một lần nữa dưới một cái tên khác là Jessica Harlan. Một bé gái 10 tuổi ở Chicago đã chết và một cậu em trai của cô bé đang được cấp cứu ở bệnh viện trong một tình trạng rất là trầm trọng sau khi bị một chiếc xe đan màu đen đâm phải vào hôm thứ Tư ngày 2 tây tháng 9. Chiếc xe này đang trên đường bỏ chạy khỏi sự theo đuổi của cảnh sát do vi phạm luật giao thông và đã đâm vào hai xe khác trên đường trong đó có một xe đang chở hai em nhỏ vừa đề cập ở trên và hai em này đang được mẹ chở đến trường để nhận laptop về nhà học online người mẹ đau khổ có nói với truyền thông là đây là một ngày đau đớn tồi tệ nhất của đời mình và cuộc sống của bà mãi mãi sẽ không thể trở lại bình thường như trước được nữa Chính phủ Trung Quốc vừa thông qua kế hoạch mở rộng nhà máy điện nguyên tử có tên là Sương Giang ở đảo Hải Nam. Và đây là nhà máy nguyên tử nằm cách đảo Long Vĩ của Hải Phòng khoảng 100 số trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào nhiệt điện thang và bảo vệ môi trường. Hãng tin Reuters dẫn bản tin ngày 3 tây tháng 9 của Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc cho biết đây là giai đoạn 2 của nhà máy Sương Giang, dự kiến là sẽ có thêm hai lò phản ứng nguyên tử được xây dựng tại nhà máy này các khoản đầu tư bổ sung lên đến gần 6 tỷ đô la Mỹ và hoàn thành trong vòng 60 tháng. Hiện nhà máy nguyên tử này chỉ mới hoạt động khoảng 1 phần 3 công suất thiết kế. Trung Quốc đặt mục tiêu là sẽ nâng công suất tối đa lên đến năm 2026. Theo thống kê của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc cho thấy, thì hiện có 47 lò phản ứng đang hoạt động ở nước này. Vừa rồi là các tin tức của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!